Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị đang theo dõi chuyên mục trợ lý ảo điểm báo. Chuyên mục phát sóng mỗi ngày vào lúc 18 giờ 15 phút trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam với hơn 4.000 năm lịch sử, trải qua bao biến đổi, thăng trầm đã tích lũy, tạo ra được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc và góp phần đóng góp vào nền văn hóa của nhân loại. Vai trò quan trọng của văn hóa được đảng ta khẳng định xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Đường lối văn hóa của đảng định hướng cho sự phát triển văn hóa Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng, phát huy tác dụng tích cực trong đời sống xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo ngày hôm nay, trang Nhân Dân .vn có bài viết Đường lối của đảng trong chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam, những chặng đường lãnh đạo phát triển văn hóa của đảng. Lịch sử khẳng định từ ngày thành lập đến nay. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức sâu so sắc được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước, dân tộc ta, ngay từ trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng đã đề cập đến vấn đề phải phát triển văn hóa của dân tộc và năm 1943, khi nước nhà còn chưa giành được độc lập, Đảng ta đã đề ra đề cương văn hóa Việt Nam, trong đó chỉ rõ mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa và chủ trương phát triển văn hóa theo hướng dân tộc khoa học đại chúng. Tháng 2 năm 1943, đề cương văn hóa Việt Nam được thông qua tại hội nghị thường vụ Trung ương Đảng. Đây được coi là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam giải quyết những vấn đề cơ bản về tư tưởng, học thuật và mục tiêu, nhiệm vụ của nền văn hóa nước nhà, tạo nền tảng ban đầu cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới đề cương văn hóa Việt Nam đã góp phần thức tỉnh, tập hợp những nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc do đảng ta lãnh đạo. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai, ngày 16 tháng 7 năm 1948, Tổng bí thư Trường Chinh đã đọc bản báo cáo chủ nghĩa mát và văn hóa Việt Nam, xác định rõ đường lối, phương châm phát triển văn hóa Việt Nam từ trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Văn hóa văn nghệ được xác định là một mặt trận và văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy những định hướng đó còn tiếp tục chỉ đạo nền văn hóa trong cả cuộc kháng chiến chống xâm lược tiếp theo và sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc sức mạnh văn hóa từ truyền thống được tỏa sáng và nâng cao trong thời đại hồ chí minh đã phát huy sức mạnh to lớn góp sức để quân và dân việt nam chiến đấu và chiến thắng bước vào thời kỳ đổi mới đất nước đảng ta đã có nhiều nghị quyết quyết định chỉ thị rất quan trọng để tập trung xây dựng và phát triển văn hóa tổng kết những thành tựu đã đạt được về lĩnh vực văn hóa những năm đầu thời kỳ đổi mới Đảng ta đã ban hành nghị quyết Trung ương 4 khóa 7 và đặc biệt là nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa chiến lược về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ta khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế, xã hội. Đây là một bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa, đã đặt đúng vị trí vai trò của văn hóa trong những nhân tố phát triển, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011 một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa 11, tháng 6 năm 2014 ra nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết chỉ rõ văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đại hội 13 của Đảng xác định những quan điểm chủ trương mới, sâu sắc và toàn diện, đột phá về phát triển văn hóa, của con người và nguồn nhân lực, lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Lấy con người là trung tâm của phát triển và được chia sẻ những thành quả của quá trình phát triển. Đảng ta xác định chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong thời gian tới là: để mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng khẳng định và định hướng phát quy bản sắc văn hóa Việt Nam. Những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam là Cội rễ của sức mạnh mềm văn hóa dân tộc là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực to lớn của đất nước trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13. Những thành tựu lớn về văn hóa sau 35 năm đổi mới. Bức tranh tổng thể của văn hóa Việt Nam sau 35 năm đổi mới mang những sắc thái mới, đa dạng và năng động. Đáng chú ý là sự đa dạng quá về các chủ thể văn hóa. Sự chuyển đổi từ nguồn lực đơn tiếng của nhà nước cho văn hóa đến sự nhập cuộc, hợp lực và phối hợp đa chiều, đa thành phần từ nhiều chủ thể khác nhau cho các hoạt động văn hóa. Quan điểm văn hóa văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội, huy động tiềm năng, nguồn lực của mọi lực lượng xã hội cùng tham gia phát triển sự nghiệp văn hóa đã mang lại những chuyển biến tích cực trong thực tiễn sự tham gia của nhiều chủ thể văn hóa đã thúc đẩy sự đa dạng trong loại hình ý tưởng xu hướng và phong cách của các biểu đạt văn hóa đem đến cho công chúng những món ăn tinh thần phong phú hơn đời sống văn hóa ở cơ sở đã có bước phát triển thu hút quần chúng nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được phục hồi và tổ chức với sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân đời sống văn hóa ở miền núi hải đảo vùng sâu vùng xa đã có những cải thiện rõ rệt một chủ trương, chính sách văn hóa lớn của đảng là xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Cũng là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đã tạo điều kiện cho phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao quần chúng cải khu vực nông thôn, đô thị và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được duy trì và phát triển. Qua nhiều năm thực hiện chính sách văn hóa, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu nhất định chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc giữa các bộ ban ngành đoàn thể đã có sự phối hợp hiệu quả trong việc thực hiện triển khai các chương trình phối hợp nhằm giúp đỡ đồng bào giữ gìn phát triển ngôn ngữ chữ viết dân tộc thông qua các chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng dân tộc lồng tiếng dân tộc trong phim dịch tiếng song ngữ tiếng dân tộc qua các ấn phẩm sáng tác ca khúc tiếng dân tộc sách báo tạp chí và các ấn phẩm văn hóa phù hợp đã được đưa tới các bản làng vùng sâu vùng xa trên lĩnh vực văn học nghệ thuật các hoạt động sáng tạo có bước phát triển mới với sự phong phú đa dạng của sản phẩm văn hóa tính chủ động trong hoạt động và sáng tạo văn hóa tính tích cực xã hội của nhân dân bước đầu được phát huy dân chủ trên các lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội được mở rộng nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống tuy gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi cơ chế nhưng vẫn được giữ gìn và phát huy nhiều dự án sưu tầm, tư liệu quá di sản văn hóa được thực hiện. Nhiều tư liệu quý từ kho tàng văn hóa Việt Nam được sưu tầm, công bố tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị tư tưởng, học thuật và thẩm mỹ của dân tộc. Cách di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển bền vững đất nước. Việt Nam có gần 40.000 di tích lịch sử văn hóa, dành làm thắng cảnh, có 54 dân tộc với nhiều sắc thái văn hóa đa dạng, cùng với đó là hơn 61.000 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, 26 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. Các giải pháp trọng tâm cụ thể được đưa ra tại hội nghị Diên Hồng về văn hóa 2021, nổi bật là tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững, tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới hoàn thiện thể chế đổi mới tư duy quản lý văn hóa cải cách bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa văn nghệ nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo quản lý cho các lĩnh vực then chốt đặc thù xây dựng văn hóa trong chính trị trong kinh tế đặc biệt là văn hóa trong đảng trở thành tấm gương đạo đức cho xã hội văn hóa doanh nghiệp trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế xã hội phát triển thị trường văn hóa các ngành công nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hứng thủ của người tiêu dùng và thị trường ngoài nước xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp nhân văn và hiện đại tập trung nguồn lực từ nhà nước và các thành phần kinh tế khác đầu tư cho phát triển văn hóa xây dựng con người chủ động tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa xây dựng việt nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế khẳng định quyết tâm với mục tiêu chung xuyên suốt được đảng ta chỉ rõ xây dựng nền văn hóa việt nam phát triển toàn diện hướng đến chân thiện mỹ thấm nhuần tinh thần dân tộc tính nhân văn dân chủ và khoa học làm cho văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Hội nghị Diên Hồng về văn hóa 2021 thêm một lần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. quý vị thân mến chuyên mục trợ lý áo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân mến chào tạm biệt